Thật sự mà nói đấy, nếu không dựa vào cái thế lực Tân Kỳ thì không không có chống nổi cái băng Đại Ca Thay đâu. Băng Đại Ca Thay phải nói là nó có cả 4.000 đệ tử, không? Thành ra dựa vào ông Kỳ bây giờ với triệt với chiếm đất, cũng như cái thời Nam Cam với Dung Hà đó, thì thật ra mà Nam Cam hồi đó thì là đàn em út của Đại Ca Thay, tức là em mà thuộc cái loại em mà em thấp nhất đó. Nói về giang hồ Sài Gòn trước những năm 1975 thì Đại Ca Thay được mệnh danh là trùm của các ông trùm. Tuy nhiên, ngay cả thời hưng thịnh nhất, Đại Ca Thay vẫn phải nhường nhiều mảnh đất màu mỡ cho băng người nhái của ông trùm Châu Nhị. Đây là băng nhóm với những lính tinh nhuệ do quân lực Việt Nam Cộng Hòa huấn luyện. Trong nhóm này, phải nhắc đến Nguyễn Văn Đáng, hỗn danh là Đáng Đao, là đầu lĩnh trong băng người nhái của ông trùm Châu Nhị. Hở còn tranh hung, Đáng Đao chọc trời khuấy nước và thường xuyên ủ mưu giết hại băng nhóm Đại Ca Thay. Bây giờ về già, cuộc sống của Đáng Đao có nhiều sa sót. Hiện tại, người đàn ông lừng lẫy giang hồ một thuở mưu sinh bằng nghề hát rong. Tuổi gần bát thập nhưng Đáng Đao vẫn nhanh nhẹn, giọng vẫn sang sảng và đôi mắt sắc lẹm. Tuy nhiên, tại phi đao bách phát bách trúng năm nào đã mai một nhiều. Ở chuỗi video sắp tới, mình có cuộc trò chuyện với trùm giang hồ Đáng Đao. Sức khỏe của ông bây giờ rất yếu và không thể trụ nổi vài năm tới. Hy vọng video này sẽ ghi chép được hồi ký đầy đủ nhất về cuộc đời Đáng Đao do chính ông kể lại. Thì bản thân con thì con rất là thích về tìm hiểu về cái giới giang hồ xưa. Thiệt ra qua câu chuyện của ông này con rất ái mộ. Thì hôm nay thì con sẵn việc con đi ngang qua thì con ghé thăm ông. Thứ hai thì con cũng muốn nghe trực tiếp ông kể lại những câu chuyện mà trước giờ mình từng trải qua cuộc đời sóng gió của mình á. Thì mấy anh hỏi tôi cũng trả lời. Cái thời đó còn thanh niên tôi đi chơi đó. Đó còn tuổi trẻ thì đi chơi thì hồi đó cũng có đi lính rồi đi chơi. Điều đó cũng đến năm 66, 67 thì gia nhập cái băng người nhái á. Băng người nhái á, 6 năm trở lên, 64, rồi 6 năm thì tôi đi chơi rồi đóng mấy cái tỉnh ở bên lúc đó tôi đóng ở Long An với Mỹ Tho với lại Bến Tre đó, hồi đó gọi là Kiến Hòa đó. Chơi xong đến năm chơi thì cái quá trình thì cũng chơi thì cũng có một số đàn em rồi mình cũng à ý mình cũng đóng được một số đàn em rồi mình chơi cũng nổi. Rồi sau này cái năm 66 tôi gia nhập với cái băng người nhái á. Băng người nhái của băng nhái thì đó thì nó là cận vệ của ông Nguyễn Cao Kỳ. Thì dùng cái thế lực đó, khi mà dựa vào cái thế lực của ông Kỳ đó thì phải chống lại với cái băng Đại Ca Thay. Đại Ca Thay người bên cũng biết là hồi đó là nó trùm, nghĩa là cả nước Việt Nam mình, không phải là ngoài miền Bắc mà ở trong cái Việt Nam Cộng Hòa đó, nó từ Bến Hải trở vô. Thì Đại Ca Thay thì chiếm lĩnh hết. Nhưng mà sau khi mà tới cái năm 66 á, thời ông Kỳ lên tới ông Thiệu thì cái băng nhái về cận với ông Kỳ. Thì nó đúng ra mà thật sự mà nói á, nếu không dựa vào cái thế lực ông Kỳ thì không có chống nổi cái băng Đại Ca Thay đâu. Băng Đại Ca Thay phải nói là nó có cả 4.000 đệ tử. Thành ra dựa vào ông Kỳ bây giờ với triệt với chiếm đất, cũng như cái thời Nam Cam với Dung Hà đó, thì thật ra mà Nam Cam hồi đó thì là đàn em út của Đại Ca Thay, tức là em mà thuộc cái loại em mà em thấp nhất đó đó. Rồi sau khi dựa vào ông Kỳ chúng tôi nghĩa là đã bắt đầu chiếm Sài Gòn xong, chiếm qua Chợ Lớn, chiếm đất đó, chiếm qua Chợ Lớn xong rồi chiếm về Vũng Tàu, mở địa bàn mà. À, thì lúc đó là triệt bên ông Thiệu Nguyễn Kỳ là triệt cái Đại Ca Thay á, tức là bắt Đại Ca Thay để đi Côn Đảo, thì đã triệt được cái đầu rồi đi ra ngoài đó. Rồi sau này tới năm
cuối năm 67 thì qua năm 68 thì cái số tài đàn em của đại ca thầy đó, chứ là phó cho nó bắn chết thằng trùm trường của tôi, thằng là Ngô Châu Nhị. Ngô Châu Nhị tức là võ sư cận vệ của thiếu tướng Nguyễn Cao Kỳ đó. Anh ta là người Bình Định, anh trùm, và sau đó bắn chết một trùm phó tôi nữa, bắn ở Nhà Bè á. À, lúc đó chúng tôi tản hàng, biết là mấy cái băng của đại ca thay bây giờ cũng còn một số đó mạnh lắm, và tản hàng. Hồi đi chơi thì cái quá trình nó cái thời xa xưa á, thời đó băng nhóm á, mà thật ra mà nói nếu mà trong cái băng tôi đó nó không dựa vào ông Kỳ đó, thì không có chống nổi với băng đại ca thay đâu. Băng đại ca thay lúc đó nó đúng bây giờ mình gọi như vậy, chứ còn nếu đúng là cái luật giang hồ đó, thì tôi chỉ là đàn em thôi, vậy em của đại ca thay, chứ không có có thể ngang hàng được. Có thể tôi ngang hàng thì tôi trên vai Nam Cam đó, chứ còn nếu nó đúng đó, nhưng mà hai cái băng đối thủ thì mà mình cứ gọi như thế thôi. Với đại ca thay thủa xưa thì cái băng của đại ca thay á thì nắm cái lãnh địa khu vực Sài Gòn, Sài Gòn Chợ Lớn, Chợ Lớn một phần Chợ Lớn, nhưng mà băng của ông thì nắm ở khu băng vực của nào? Tôi á, vì sau này tôi khi mà nổi đây được rồi á, là tôi chiếm đầu tiên là công trường Mỹ Linh, tức công trường Mỹ Linh, xong chúng tôi chiếm ở vùng Gia Định, xong chiếm qua Chợ Lớn luôn, đã đánh bật ra mà hết mà. À, rồi chúng tôi về Vũng Tàu, về Vũng Tàu, Vũng Tàu về sau ra tới Đà Nẵng luôn, rồi tới Huế. Nghĩa là lúc mà chúng tôi đã chiếm được rồi đó, trước hết đó, thành băng người băng của đại ca thay lúc đó gần như thế là tê liệt. Đại thay bị bắt rồi, mấy thằng cận vệ của đại ca thay bị bắt đầy của đảo rồi, là ý như là Hồng Đầu Bò, Hiếu Văn Mâm là hai cận vệ nghĩa là số một của đại ca thay đó. À, sau này chúng tôi vẫn bị thanh toán, thanh toán chết Ngô Châu Nhị là trùm của chúng tôi đó. Anh ta là võ sư cận vệ của ông Kỳ đó, người Bình Định. Anh ta cao tới 1m8, luôn luôn đi sát ông Kỳ, mà đi kinh lý đi đâu có lại anh ta đi bên bên phải của ông Kỳ ấy, cao hơn ông Kỳ cả 30 phân, võ giỏi lắm. À, con có nghe có một số dữ liệu thông tin nói rằng là khi mà ông Kỳ thành lập ra một cái băng nhóm, ngoài cái việc là trấn áp lại băng nhóm của đại ca thay thì cũng là một cái yếu tố mang hơi hám về chính trị, có nghĩa là tránh cái tình trạng đảo chính. Thời ông khi mà tham gia ban nhóm thì có trường hợp nào là ông Kỳ đã đưa ra những cái quân lệnh để rằng là tránh tình trạng các tướng lệnh khác đảo chính không? Theo tôi biết được thì ông Kỳ ông ra thành lập cái ban nhóm người nhái của tôi đó, thì giờ thì nó cũng đi vào chính trị đó, thì tránh nát đó, sợ đảo tránh. Với lại ông mượn thế đó, mượn thế là kỳ đó ông với ông Thiệu á là giống Kim á giành nhau cái chức tổng thống đó. À, thì chúng tôi những cái bản mật thì tôi không được lọt vào đâu, mà chỉ được nghe truyền lại giữa sếp của tôi, tức là Ngô Châu Nhị đó, chỉ nói ra lệnh làm những cái này cái kia là theo lệnh thôi, nói như thế nào làm như vậy thôi, chứ không có được họp trong cái mà bàn luận về vấn đề chính trị. À, cái băng nhóm này đó, thì nó cũng hậu thuẫn của ông Kỳ với ông Thiệp. Chứ đại ca thay hồi đó là có một số tướng muốn đảo tránh đó, tại Đỗ Mậu thiếu tướng nó bảo tổng cục trưởng tổng cục an ninh quân đội của quốc gia, ý đồ là muốn đảo tránh ông Thiệu với ông Kỳ đó. Đó, là ông thiếu tướng Đỗ Mậu á, bởi sau khi ông bị rút đại ca thay về là vệ sĩ của ông, vệ sĩ số 1 của ông Đỗ Mậu, là ý đồ là đảo tránh á, vì đại ca thay mạnh lắm,
nó có thể cuốn của nó đang đổi ở Sài Gòn với Chợ Lớn không là 4.000 anh em đó, mà nổi tiếng không đó, tay về kịch cộm. Nhưng mà ông Kỳ với ông Thiệu với lập lên cái băng, tức là chúng tôi tránh nát. Ây da, phải đi sâu vào chính trị thì phiền phức lắm. Có nhiều cái mà không thể nói được, nó đã nói về chính trị thì sau khi mà giải phóng á thì ông Kỳ qua Mã Lai sinh sống thì có khi nào ông Kỳ có liên hệ lại quy tập lại cái băng nhóm người Nhái không? Không, nghĩa là một số chết còn một số thì giờ ăn trả hết, đi thì cũng có một số nó đi ngoại quốc được, mà giờ gần như là tôi coi như không có liên lạc được với đứa nào hết. Đôi khi mình cũng nghĩ là nếu mà số nó đi được thì nó cũng nhớ lại cái tình nghĩa bạn bè ngày xưa, nó cũng giúp đỡ cho một phần nào, nhưng mà không hiểu lý do gì. Mà tụi nó cũng đôi khi cũng không tìm được tôi, là vì tôi giải phóng rồi, tôi nó đài tôi đi Côn Đảo với bộ bị quốc gia đó. Tôi bị một vụ án mà tôi bắn chết vào thằng cảnh sát, bị thương hai thằng, là trong khi uống rượu thôi rồi say xỉn bắn. Bắn này khi tôi bắn hết đạn nó bắt được, bắt được nó xử tôi 10 năm, thì bán tôi 10 năm. Thì hồi đó hết mà 5 năm á, thì ở khám nó giam mà khám Chi Hòa, còn từ 5 năm trở lên nữa đầy với cô đảo, mà một năm á, thì có hai chuyến đầu đảo. Một chuyến á, thì 6 tháng con chuyến nó đưa những người ở đây đầy ghế ra đảo, rồi rước những người mãn hạn ở ngoài đảo về. Nhưng mà tôi nó xử tôi 10 năm, thì chờ để nó giải giao đi Chí Hòa thì chờ đi đảo á, giờ chuyến đầu đảo á thì giải phóng tới. Giải phóng tới tôi về tôi trình diện ở Đồng Nai, vì lúc tôi nhà ở Hồ Nai mà. Tôi về tôi trình diện ở tỉnh đó thì họ bảo tôi là miễn cải tạo, vì tôi tù lâu quá rồi. Tôi tù tới 4 năm mà nó xử 10 năm, thì tôi chờ chuyến tàu tôi đi đảo thì giải phóng tới, nên tôi không phải đi đảo. Thì tôi thuộc cái thành phần mà cũng gần như là chống đối với bên quốc gia là bắn cảnh sát mà. Thì tôi về tôi trình diện Đồng Nai, thì Đồng Nai nói là miễn cải tạo, cho tôi cái giấy chứng nhận. Thì trình diện về thì lúc tôi đi tù bao nhiêu năm thì vợ tôi ở nhà nuôi mấy đứa con. Đến lúc tôi về tới thì ở tù về rắn tay đâu có, thì trình diện rồi cái về thì không có việc làm. Thì lúc đó nhà nước ra cái lệnh đi kinh tế, thì tôi mới đi kinh tế về đây rồi bắt đầu hai vợ chồng đi cạo mũ nuôi con, hai vợ chồng làm công nhân. Đấy, tôi cạo được 2 năm thì năm 75, 76 thì tôi đi thi ở công ty cao su Nai mà thi cạo giỏi đó, gọi là tay nghề công nhân hai giỏi, tức là vừa cạo lẹ mà vừa cạo tốt, tức là đúng kỹ thuật, tôi giật giỏi nhất. Tôi được lên tổ trưởng năm 77, tôi lên tổ trưởng tiết cho đến năm 1990 tôi hưu. Thì hồi đó thì đáng nghĩ là bây giờ tôi lĩnh tiền đây tháng tôi cũng được, nếu tôi lĩnh một lần hàng tháng thì tháng bây giờ tôi cũng lĩnh tháng được 3,5 triệu. Nhưng hồi đó cái hoàn cảnh nó khổ quá, thành ra tôi xin lĩnh một lần được có 9,000,000 à, thành ra giờ tôi chẳng có đồng nào. Rồi cũng có ít giấy về làm mà thất mùa thất màng, rồi sau này nó đi tới bế tắc. Rồi sau đó 5-6 năm sau rồi vợ tôi mù, bà mù cả hai mắt, cái dưới mắt tôi mở, bà giống thấy đường, nhà nước giờ cho bà tháng 600.